Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Luân Phạm Channel. Thì clip hôm nay mình sẽ ăn mì cay Samjang với sườn heo sốt Hàn Quốc, kim chi và củ cải muối. Xin mời các bạn cùng ăn với mình nhá. Còn thêm ớt nữa. Xem nó thế nào. Vì Samjang nổi tiếng là cay rồi, mà ăn cả thêm ớt nữa. Sốt Hàn Quốc này cũng cay, sườn heo á, siêu cay. Ăn vào là cay liền lắm. Củ cải khi mình ăn cay á, mình ăn với củ cải á, nó dịu cái cay á, nó bớt cay đi, rất là hay. Hôm nay mình mới mua được. Sườn non luôn, sườn non của con heo. Đúng rồi, củ cải này ngon lắm. Mì khô á, không kéo được. Mình ăn không kéo được mì. Sườn non mà mình ăn nhai được cả cái sùn luôn á, nó mềm luôn rồi. Cái nước sốt nó thấm vào trong thịt luôn rồi, nó đậm đà. Củ cải nó giòn, chua chua, ngọt ngọt. Mình
Sườn heo thì thích, mình thích ăn sườn non hơn. Nó có cái sùn á. Đây này, cái sùn này các bạn này, nào. Wow. Đó. Bên Anh Quốc ấy, giờ mùa đông ấy, rất thích hợp với ăn cay luôn. Cầm tay ăn cho nó dễ. Cái nước sốt nó thấm vào đỏ cả miếng thịt luôn rồi. Cứ ăn một miếng mì cay á, ăn một cái củ cải này á, vào nó dìu luôn, đỡ cái miệng nó nóng. Thank you.
Mì cay á, kết hợp với sườn sốt cay là hơi bị cay. Ngon nhưng mà hôm nay hơi bị cay một tí các bạn ạ. Rất là ngon. Nói chung là sườn vừa chín tới nữa. Nước sốt nó ngấm vào cái sườn ấy, rất là ngon. Nó đậm đà, nó không nhạt ấy, cái miếng sườn nó ngấm vào trong luôn. Củ cải thì là ngon rồi, ăn nó giảm cái độ cay của mình. Đơn nóng á. Thôi à, chắc clip của mình hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu thấy hay cho mình một like, một chia sẻ, đều ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.